Nhìn vật phẩm cùi quá. Đèn, thằng Nghiên đi trước cả đèn này. Lên được chết, lên được hết rồi, bắt đầu đến đoạn cuối là chả có gì. Thằng Nghiên ăn mẹ đĩa bay vào đầu. Buồn cười chịu lắm. Một ván, hai ván. Giờ tao mới bắt đầu gặp. Ăn ba cái nút luôn còn gì nữa. Thế mà nó đéo dụng đen ta. Yeah.